trên đường đi ra Grand Western chơi. Đó, bây giờ xung quanh là mình thấy có những cái điểm mà mình thấy là nay trời đẹp ha, nắng tốt, không có nóng lắm. Ở đây mình sẽ thấy cảnh vật có là có những cây dừa. Mình xa là thấy kìa. Để đây và không nói gì. Bây giờ mình hay model là để đây và không nói gì đó. Nói chứ mình đang ngồi ở biển Galveston các bạn. Galveston, Texas. Wow, xuống tắm thử coi nước biển là tắm hay không. Có cái bia đầu kia kìa. Dạ, làm nước tốt kia kìa. Đi ra thử. Nhìn mà nhìn. Galveston Island của em center là cái nước sao? Nước biển ấm, giống như là biển Vũng Tàu mình vậy đó. Nhưng mà cái độ mặn của nó thì nhạt hơn. Có thể là tại vì mình đang không có phải ra xa đó. Chứ mà biển Vũng Tàu hay là biển Nha Trang ở Việt Nam mình cái độ mặn nó rất là mặn. Hoặc là cũng có thể là vì ở đây biển giống như là ở miền nhiệt đới á, là bên Việt Nam mình có thể là mặn hơn. Nè, mình đến ở nước biển luôn á, cũng khá lâu rồi, mấy năm rồi mình mới trở lại đây. Sớm nhà lá đây, đây là sớm nhà lá đây. Vô. Sớm nhà lá.
cũng mịn nữa nè. Ra quả đi. Thôi bây giờ ý trên kia nó giống biển Long Hải không? Anh giống biển Long Hải, anh nhớ lại biển Hồ Tràm á. Thì đó mình đi Hồ Tràm là biển ấm như vậy nè, mà nước đây cũng vậy luôn á. Chưa ấm bằng biển Phú Quốc, nhưng mà ấm cỡ bằng biển Vũng Tàu với lại biển Hồ Tràm. Mà nói chung là ấm. Còn hồi đó mình đi Cali á, mình xuống cái biển gọi là Redondo Beach á, bước chân xuống một cái lạnh rút chân lên luôn. Còn mang biển rất là dễ chịu nha. Nằm ở đây mà thưởng thức ánh nắng và phơi nắng coi như là tắm biển là thích luôn. Cát cũng mịn đó. Vô. Rồi vô đi, vô. Vô. Xóm nhà lá đây. Vô đi rồi, rồi uống uống quay luôn nhé. Wow. Để dành bia lát có cua ăn. Hết bia, bia là hết cua. Bia còn nhiều lắm, đừng lo. Bao la bao la. Wow. Wow.